Xin kính chào quý vị khán giả của truyền hình đang đến với bản tin thị trường tiêu dùng số 139 của TV Pháp Luật. Thưa quý vị, những tin tức về thị trường trong nước nhận được nhiều sự quan tâm 24 giờ qua. Những cập nhật liên tục về giá cả và chuyển động của thị trường sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong 15 phút phát sóng tiếp theo. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Xe điện chính thức được minh oan. Vé máy bay mở bán sớm nhưng giá cao ngất ngưỡng. Sức sống của lồng đèn Việt Nam trước sự cạnh tranh của sản phẩm nước ngoài. Những tip phòng tránh để không bị lừa đảo mất tiền trong tài khoản ngân hàng. Thưa quý vị, sau vụ cháy chung cư mini ở khu Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người tử vong, đã có nhiều hoài nghi cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ việc sạc pin xe điện. Từ đây, nhiều câu chuyện giờ khóc giờ cười như cấm xe điện trong hầm xe tập trung, cấm sạc xe điện qua đêm đã gây khó khăn cho người dùng xe điện nói riêng và các hãng sản xuất, phân phối xe điện nói chung. Vậy thực hư điều này như thế nào? Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã công bố bản kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân của Viện Khoa học Hình sự thuộc Bộ Công an. Theo kết luận giám định, nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng loại xe tay ga đặt giáp tường ở phía nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn. Cũng theo kết luận giám định, lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn ở trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 56 người tử vong. Dù xe điện đã được minh oan, nhưng thực tế ghi nhận sự khó khăn của người sử dụng xe điện vẫn còn hiện hữu khi nhiều chủ sở hữu căn hộ cho thuê, chủ trọ vẫn đang cấm người dân để xe điện tại cơ sở lưu trú. Điều này cũng phần nào gây suy giảm thị phần và khó khăn cho các nhà sản xuất xe điện hiện nay trên thị trường Việt Nam. Các hãng hàng không vừa thông báo mở bán vé máy bay Tết dù chưa đến rằm tháng 8. Tuy vậy, một số chặng vốn đông khách đã có giá vé cao ngất ngưỡng. Theo các hãng hàng không, việc mở bán sớm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách có kế hoạch sớm với nhiều sự lựa chọn về giá vé, khung giờ bay đẹp, v.v. Ngoài ra, cũng là để các hãng thăm dò nhu cầu đi lại và mức giá, từ đó có phương án điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Dự đoán cao điểm căng thẳng về giá vé rơi vào giai đoạn từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 25 đến 29 Tết, chiều từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 2 năm 2024, tức mùng 4 Tết đến gần sát rằm tháng Giêng, chiều Hà Nội vào lại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, giá vé máy bay Tết chặng này đang dao động từ 4,8 đến 5,8 triệu đồng khứ hồi đã bao gồm thuế phí của Vietjet Air. Các hãng còn lại gồm Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietravel Airlines giá vé lên tới 7 triệu đồng. Một số chặng từ thành phố Hồ Chí Minh đưa người lao động công nhân về Thanh Hóa, Vinh, Nghệ An ăn Tết giá hiện lên tới 6,7 đến 7 triệu đồng trên một vé khứ hồi. Trong khi đó, nhu cầu và giá vé máy bay từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch dịp Tết cũng tăng cao. Điển hình là chặng bay từ Hà Nội đi Phú Quốc vào dịp Tết, giá vé rẻ nhất cũng lên tới 5 triệu đồng trên một vé của hãng Vietjet Air, 6,4 triệu đồng của Bamboo Airways và 6,7 triệu đồng của Vietnam Airlines. Chặng Hà Nội, Nha Trang nếu bay Vietjet Air vào dịp Tết giá trung bình một vé là 3,9 triệu đồng, bay Bamboo Airways là 5,7 triệu đồng và Vietnam Airlines là 6,8 triệu đồng. Kính thưa quý vị, những năm gần đây, ở thị trường đồ chơi dịp Trung Thu, lồng đèn truyền thống Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc khi dần tìm lại vị thế của mình. Minh chứng rõ nét nhất là sức sống của lồng đèn Việt Nam trước sự cạnh tranh của các sản phẩm nước ngoài tại phố Lồng Đèn Lương Nhữ Học, quận 5, được phóng viên TV Pháp Luật ghi nhận mới đây. Không khó để nhận thấy, không khí Trung Thu đã đến thật gần dọc các cung đường ở thành phố Hồ Chí Minh như Hải Thượng Lãng Ông và Lương Nhữ Học ở quận 5 hay đường 3 tháng 2 ở quận 10. Nhiều tiểu thương kinh doanh tại phố Lồng Đèn cho biết năm nay các bạn trẻ và gia đình đi tham quan phố Lồng Đèn sớm hơn mọi năm. Và sau đó, từ đầu tháng 7 âm lịch, nhiều cơ sở đã nhập hàng và trưng bày đầy đủ các sản phẩm lồng đèn Trung thu 2023 để phục vụ cho nhu cầu tham quan, mua sắm và chụp ảnh của du khách. Điểm đặc biệt thay vì chịu lép vế trước hàng của Trung Quốc như mọi năm, năm nay, lồng đèn Việt Nam dần chiếm ưu thế, thậm chí là áp đảo ở phân khúc bình dân với những sản phẩm được thiết kế độc đáo và đầy tính sáng tạo. Theo đó, bên cạnh những loại lồng đèn giấy kính, năm nay thị trường xuất hiện hàng loạt các sản phẩm mây che đan truyền thống Việt Nam kết hợp với tạo hình thú cưng hay thỏ con xinh xắn, thu hút nhiều khách hàng đến tìm mua và chụp ảnh cùng. Ngoài ra, điểm giúp làm tăng sức cạnh tranh của lồng đèn Việt Nam trước các sản phẩm nước ngoài đến từ giá cả phù hợp, khi các sản phẩm thủ công được thực hiện tinh xảo, bắt mắt như vậy chỉ có giá dao động từ 40.000 đến 60.000 đồng, bao gồm cả dây đèn phát sáng. Điều này mở ra cơ hội mới cho làng nghề truyền thống Việt Nam trong tương lai, mà tiền đề là sự lấn sân và khẳng định thị trường lồng đèn truyền thống Việt Nam nhân dịp Trung thu 2023. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày nay, nguy cơ lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng với các mánh khóe vô cùng tinh vi tỉ mỉ. Do đó, để tránh sập bẫy kẻ gian, người dân cần phải cảnh giác và đồng thời thực hiện nguyên tắc 3 không được tiêu dùng thông minh gửi đến ngay sau đây để hạn chế nguy cơ mất tiền oan trong tài khoản ngân hàng. Cùng với sự phát triển của công nghệ, ngày càng có nhiều kẻ gian lợi dụng lòng tin của người dân để chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn tinh vi như: thứ nhất, kẻ lừa đảo giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội để yêu cầu người bị hại cài đặt các ứng dụng hay còn gọi là app giả mạo trên điện thoại. Sau đó, tội phạm âm thầm kiểm soát điện thoại, thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt. Thứ hai, tội phạm sẽ tuyển cộng tác viên bán hàng online, người mẫu nhí, làm nhiệm vụ đơn hàng, kêu gọi đầu tư chứng khoán, v.v. Sau khi người bị hại chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt thông qua tiền ảo chuyển ra nước ngoài. Thứ ba, tội phạm lập website, giả mạo nhân viên các ngân hàng, công ty tài chính đăng bài quảng cáo cho vay thủ tục nhanh, gọn, nhưng yêu cầu nộp các loại phí để chiếm đoạt tài sản. Thứ tư, tội phạm dùng các thủ đoạn mới như dùng công nghệ AR để giả mạo luôn gương mặt, giọng nói, để rồi liên hệ với người thân, bạn bè nhờ chuyển tiền. Ngoài ra, các đối tượng sẽ giả mạo dịch vụ lấy lại tiền đã bị lừa đảo hay lập doanh nghiệp ma, mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền đầu tư chứng khoán, forex, sau đó chiếm đoạt. Bên cạnh việc nhận diện các chiêu thức hoạt động của tội phạm mạng, người dân cần tuân thủ và thực hiện đúng nguyên tắc 3 không để hạn chế tối đa việc bị lừa đảo, mất tiền trên không gian mạng. Thứ nhất, không click vào bất kỳ link lạ nào không rõ nguồn gốc được gửi đến. Thứ hai, không làm theo yêu cầu tải app nếu không có trên kho ứng dụng của Google Play hay App Store. Thứ ba, không nghe và thực hiện theo các nội dung tư vấn tài chính qua điện thoại, mạng xã hội vì đa phần là lừa đảo quấy rối. Bên cạnh đó, ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước, để bảo vệ tài khoản của khách hàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý như thực hiện sửa đổi, bổ sung quyết định 630 trên QĐ-NHNN về kế hoạch áp dụng các giải pháp về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Theo đó, tới đây sẽ quy định hạn mức giao dịch trên 10 triệu đồng phải xác thực bằng sinh trắc học để xác định người mở tài khoản và người thực hiện giao dịch đó là một. Chậm lại vài giây khi thực hiện các thao tác trên các ứng dụng, nhất là các ứng dụng ngân hàng, có thể giúp bạn an toàn trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tội phạm mạng. Hy vọng rằng những thông tin được chúng tôi gửi đến trong số phát sóng kỳ này của bản tin thị trường tiêu dùng đã giúp cho quý vị khán giả có thêm những thông tin bổ ích. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin đừng quên đón xem những chuyển động mới nhất về thị trường hàng hóa tiêu dùng sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên TV Pháp Luật tại địa chỉ tvphapluat.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.